Nam Trà Huy xin chào tất cả anh chị. Thì đã lâu lắm rồi mà em chưa có làm lại những video để chia sẻ cho các anh chị trên kênh Bác sĩ Cá Nhân Anh Thuận. Thì hôm nay thì Farm cũng bật mí với các anh chị tin vui rằng Farm đang làm một vườn nho công nghệ cao và kết hợp du lịch. Thì từng giai đoạn xử lý cải tạo đất này, trồng cây và chăm sóc cây nho phát triển như thế nào, từng giai đoạn thì Farm sẽ quay cùng với ba của mình là bác Ba Dung. Thì hẹn gặp lại các anh chị ở những cái video sớm nhất. Thì dự kiến thì bắt đầu Farm sẽ thực hiện trong vòng khoảng nửa tháng tới. Thì Farm làm video này thì cũng giới thiệu và cũng như là bật mí cho các anh chị biết rằng hãy đăng ký kênh Bác sĩ Cây Nho để được xem những cái video mới nhất. Và cũng như các anh chị đang thấy, đây là cái mô hình đắp mô này làm ở vườn ở Ninh Thuận luôn. Và đây là cái vườn Farm đang bỏ ra 1.000 m² để trồng thử nghiệm các ứng dụng công nghệ cao cũng như là những giống nho mới đang được sử dụng và đang được trồng và thử nghiệm ở Farm này. Đây, các anh chị xem, đây là những giống nho cực kỳ ưu việt của nông trường Huyến. Và tương lai thì Farm sẽ giới thiệu từng loại giống khác nhau. Đây, các anh chị, nho rất là dễ chăm và dễ ra quả và nhiều khách lại rất là ưa thích. Đây này, các anh chị xem, nho chín màu đen và có phấn rất đẹp nhé. Mỗi chùm là trung bình là từ nửa ký cho đến 1 ký, rất là tuyệt đẹp luôn. Và đây là hệ thống nhỏ giọt và Farm dùng bạt này che để bảo vệ nước mưa này, ngăn chặn nước mưa và diệt cỏ. Và đây là hệ rơm đầy đủ hết luôn. Và hẹn các anh chị trong một thời gian sớm nhất nhé. Thì em với ba em sẽ quay cực kỳ chi tiết. Và các anh chị mà có thắc mắc gì á thì hãy comment bên dưới những video mà Farm chia sẻ. Thì Farm sẽ tập hợp lại và lên cái câu trả lời và sẽ quay dành tặng đến cho tất cả các anh chị. Thì hẹn các anh chị ở một thời gian gần nhất nhé. Cảm ơn các anh chị đã luôn yêu mến và cũng như là luôn quan tâm đến Farm khi mà Farm ra những sản phẩm mới hay là có những lời động viên rất là chân thành và tình cảm dành tặng đến hai ba con. Thì em xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video gần nhất nhé.